tóc cho cô dâu ngày cưới á. Như các bạn đã biết là kiểu tóc dành cho cô dâu ngày cưới rất là quan trọng đúng không ạ? Ngày cưới là một ngày rất là trọng đại của chúng ta. Và để góp phần tạo nên sự thành công của ngày cưới thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một kiểu tóc đơn giản. Với phụ kiện và dụng cụ cần chuẩn bị hôm nay, chúng ta cần có máy xoăn, lược, côn để tạo kiểu, kẹp ghim, họa, dây họa. Tiếp theo là vương miện. Vương miện chúng ta có thể sử dụng vương miện nhỏ này, hoặc là vương miện cũng kích cỡ to hơn, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những châm hoa. Để tạo được một kiểu tóc đẹp, đầu tiên chúng ta cần sử dụng máy làm xoăn này để chúng ta làm xoăn các lọn tóc. Đây là mái tóc của mẫu mà tôi đã sử dụng máy làm xoăn để làm xoăn ạ. Bước 1 chúng ta sẽ tạo khối. Để có một khối tóc đẹp, đầu tiên chúng ta cần trải mượt tóc hay sau đó chúng ta sử dụng các lớp tóc mỏng. Đầu tiên chúng ta sẽ đi từ phần trên đỉnh đầu ạ. Chúng ta lấy một lớp tóc mỏng này, sau đó chúng ta đánh rối. Chúng ta cũng sẽ sử dụng những chiếc kim để chúng ta cố định cái phần
kiện này lại ạ.